các bạn, và như các bạn có thể thấy thì ngày hôm nay mình đang đứng ở cạnh đây là một chiếc xe tay ga, và đặc biệt là nó tiếp tục là một chiếc xe tay ga 50 phân khối. Và như các bạn thấy thì cái thiết kế ở trên chiếc xe tay ga này của mình thì nó có hơi hướng lịch sự hơn so với hai chiếc xe mà mình đã giới thiệu với bạn ở trong video ngày hôm trước, đó là Scorpio và Today. Và cái chiếc xe mà mình muốn mang lại cho bạn trong video ngày hôm nay có tên là chiếc xe City 2018. Một chiếc xe mà là chiếc xe tay ga chỉ có 50 phân khối, nhưng mình đánh giá cao cái thiết kế của nó vì là nó sẽ mang một cái phong cách lịch sự hơn, và nó sẽ phù hợp hơn với nhiều lứa tuổi, kể cả bạn còn đang đi học hay kể cả bạn đã đi làm rồi đều có thể sử dụng chiếc xe này ở trong đời thường được. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình bắt đầu video ngày hôm nay để cùng đánh giá cũng như là trải nghiệm xem City 2018 có thực sự tốt như những gì mà nó mang lại hay không nhá. Và bây giờ thì mình sẽ nói qua các bạn một chút về cái chiều cao yên cũng như là kiểu thiết kế ở trên chiếc City 2018 này của mình. Thì đầu tiên về thiết kế, như bạn thấy là cái chiếc xe này của mình có một cái kiểu thiết kế nó rất là trẻ trung. Tuy nhiên thì cái màu sắc của nó như mình đã nói rồi, rất là lịch sự. Bạn thấy đây thì thân xe của mình mang một cái màu đen. Cũng như đó thì kiểu thiết kế ở trên chiếc xe này nó vẫn có những cái nét trẻ trung nhất định, rất là phù hợp với những cái bạn nữ, những bạn nào mà kể cả đi làm rồi cũng rất là phù hợp, một chiếc xe rất là phù hợp với công sở. Ngoài ra thì về cái yên của chiếc xe này là một điều mình nghĩ rằng là nó sẽ tốt hơn so với chiếc Scorpio cũng như là chiếc xe Today. Thì các bạn thấy là phần yên của chúng ta sẽ dài hơn cũng như là rộng hơn khá nhiều, thì các bạn ngồi lên cũng sẽ thoải mái. Ví dụ như là mình thì nếu với chiếc Scorpio và Today thì mình ngồi một phát là hết một yên luôn, nhưng với chiếc xe này thì mình hoàn toàn có thể chở hai người rất là bình thường. Thì đây là một cái chiếc xe đúng là theo phong cách thuần tay ga luôn. Các bạn thấy là cái vị trí ở dưới này chúng ta có một cái phần ốp nhựa để kéo thẳng về phần đuôi này, và có vị trí để chân cho người ngồi sau luôn. Các bạn thấy ở đây chúng ta có vị trí để chân này. Đó, ngoài ra thì đây chính là vị trí để chân của người ngồi trước. Các bạn thấy là rất là rộng rãi, chân của mình rất là to nhưng hoàn toàn để thoải mái trên chiếc xe này. Đó, các bạn thấy là rất là to. Thì bây giờ mình sẽ đến cái phần đầu xe để cùng mô tả cho các bạn kỹ hơn một chút về những cái đặc điểm của chiếc xe City này. Thì các bạn thấy đầu xe ở đây chúng ta có một cái cụm đèn pha. Đây các bạn thấy ở đây, chúng ta sẽ có một cái cụm đèn pha ở đây, và cái kiểu thiết kế của nó nhìn cũng rất là đẹp, rất là trẻ trung và không quá là đặc sắc đâu. Không quá là màu mè đâu, nhưng mình nghĩ rằng đơn giản thôi nhưng sẽ mang lại cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là tốt. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một hốc hút gió giả thôi. Có một cái tem Yamaha ở đây. Ngoài ra thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có hai vị trí của đèn xi nhan. Đó, các bạn thấy là hai vị trí đèn xi nhan. Chiếc xe của mình còn khá là mới nên các bạn thấy là chúng ta vẫn còn một số những cái bọc ni lông bên ngoài. Nhưng đương nhiên thì khi bạn mua xong các bạn hoàn toàn có thể tháo ra thì nó sẽ mới cong luôn. Đó, bạn thấy là chúng ta có phần yếm nhựa kéo từ trên này xuống nhìn rất là đẹp. Thì đấy các bạn thấy không? Chúng ta sẽ có một vài cái tem khác. Phía dưới này thì cái phần bánh của chiếc xe này cũng là phần bánh mình có một điều đáng chú ý các bạn, đó chính là phần lốp không xăm. Thì các bạn nếu chẳng may mà có dính đinh thì ít nhất là chúng ta cũng yên tâm hơn là vẫn đi được tiếp. Rồi khi nào các bạn rảnh thì các bạn có thể đi vá, thì đây cũng là một đặc điểm mà những chiếc xe tay ga rất là phù hợp với những các bạn nào mà chẳng may có dính đinh thì cũng yên tâm hơn. Ngoài ra thì cái vị trí của phanh trước của chiếc xe này cũng là phanh đĩa. Các bạn thấy là cái đĩa của nó rất là nhỏ nhắn và xinh xắn ở đây, rất là phù hợp với một cái cặp mâm nhỏ của chiếc xe này, thì nó cũng sẽ tăng độ an toàn cho các bạn, phuộc cũng khá êm. Thì trong quá trình mình trải nghiệm rồi thì mình đã thấy rằng cái phuộc ở trên chiếc xe này thì hoạt động khá tốt. Và tẹo nữa thì khi mình ra đường thì mình cũng sẽ mô tả cho bạn kỹ hơn về những cái cảm giác lái của mình với chiếc xe này. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng ra phần đằng sau này nhá. Như bạn thấy đây thì mình đang có vị trí bản đồ hiển thị của chiếc xe City của mình. Thì bản đồ hiển thị rất là dễ nhìn, đơn giản thôi, chúng ta có phần đo tốc độ này. Thì tốc độ tối đa của chiếc xe này như mình đi được thì nó sẽ rơi vào tầm từ khoảng 50 đến 60 là hợp lý nhất. Mình nghĩ rằng đi cái tầm đó cũng an toàn trong thành phố rồi. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có vị trí phần đo xăng ở đây, các bạn có thể đầy đủ là full đây đây. Các bạn thấy có thể đo xăng ở đây, phần xi nhan ở trên này và vị trí bật đèn pha ở đây. Những cái điều cơ bản thôi, nhưng mình nghĩ rằng đây là một cái bảng đồng hồ rất là dễ nhìn và rất là thoáng, không có cái điều gì vướng mắt cả. Và cái phần bên này chúng ta sẽ có vị trí cùng công tắc ở trên chiếc City này, rất là đẹp. Các bạn thấy ở đây chúng ta sẽ có vị trí xi nhan này, vị trí còi này, vị trí của bật đèn pha này. Đây là vị trí chân gương của chiếc xe cũng được bố trí rất là đẹp. Cái gương của nó thì cũng được làm rất là mảnh mai, nhìn cũng rất đẹp và rất là hòa quyện. Phần đặc biệt là mình rất là thích phần tay cầm này. Phần tay cầm này thiết kế rất là to bản, rất là chắc tay, các bạn thấy không? Một chiếc xe này chỉ là 50 phân khối thôi, nhưng mình thấy là ấn tượng nhất đó chính là về những cái khoản trau chuốt của nhà sản xuất, rất là ok. Mình thì mình thấy rằng là về cái nhận định của mình thì chiếc xe này nó sẽ mang lại cho mình cái sự trau chuốt hơn, tỉ mỉ hơn so với là chiếc Scorpio và chiếc xe Today mà mình đã từng review cho các bạn ở trong video trước. Ở phần dưới này chúng ta sẽ có vị trí của cụm chìa khóa ở đây. Đây mình sẽ giúp chìa khóa cho các bạn xem. Đây chính là chìa khóa của chiếc xe City của chúng ta. Thì chìa khóa của chiếc xe này cũng là chìa khóa từ, và các bạn hoàn toàn có thể đóng được cái nắp này bình thường. Rất là đẹp, các bạn thấy bố trí ở đây mở rất là dễ, rất là nhạy, các bạn thấy chưa? Đó. Bên này chúng ta sẽ có thêm một cái vị trí nữa, vị trí của hộp để đồ. Đó, bạn thấy các bạn có thể để vừa chìa khóa hay các bạn để vừa một cốc nước, chai nước nhỏ trong này thôi, hoặc là cái khẩu trang. Thì mình thấy rằng đây là những cái điều rất tiện lợi, và bất kỳ một chiếc tay ga nào đang có mặt trên thị trường hiện nay cũng có, và đặc biệt là một chiếc xe 50 phân khối như này mà cũng được trang bị, mình nghĩ rằng rất hợp lý rồi. Ở phần phía dưới này là một vị trí mà các bạn hoàn toàn có thể để được những cái đồ nhỏ nhỏ của bạn, ví dụ như là áo chống nắng này, hay là bạn nào có khăn choàng hoàn toàn để vào đây. Và sẽ có một cái phần móc treo mũ, như mình đang treo một chiếc mũ bảo hiểm đây, các bạn thấy không, rất là tiện. Và phần để chân, và đó cái vị trí để mũ ở đây thì các bạn hoàn toàn để được chân bình thường, các bạn thấy không, mình có thể để chân được mình lên rất thoải mái luôn. Phải nói rằng đây là một cái chiếc xe 50 phân khối nhưng nó đang mang lại cho mình những sự tiện lợi nhất định. Còn bây giờ thì mình sẽ cùng với các bạn ra cái phần đằng sau của chiếc xe này. Phần đằng sau cũng là một điều mình rất là muốn nhấn mạnh. Thì đây chính là vị trí của cụm đèn hậu ở trên chiếc xe City của chúng ta, rất là to bản đúng không, các bạn thấy là nó to hơn hẳn so với Scorpio và Today ngày hôm trước.
thì đây là vị trí đèn hậu này, bên cạnh chúng ta có hai phần xi nhan ở đây, nhìn rất là đẹp, phải nói là như vậy. Mình cũng rất ấn tượng với một chiếc xe chỉ có 50 phân khối thôi nhưng được trau chuốt rất nhiều. Bên này chúng ta sẽ có hai vị trí phản quang nữa để giúp xe của bạn đi buổi tối thì nó sẽ dễ nhận biết hơn. Ở dưới này cũng có luôn. Đó các bạn thấy đây. Bây giờ thì sẽ là vị trí của phần động cơ. Phần động cơ ở trên chiếc xe này cũng được làm mình nghĩ rằng đơn giản nhưng mà khá là đủ. Các bạn thấy là thiết kế ở đây chúng ta sẽ có một cái bọc nhựa bên ngoài phần động cơ đó để tránh cho các bạn bị xước sát động cơ. Đây các bạn thấy không? Đây là một cái bọc nhựa bên ngoài có vị trí của cần đạp, chẳng may mà khi chúng ta không để được máy mùa đông này. Ở bên trên này chúng ta sẽ có vị trí của một cái lò xo giảm xóc ở đây, khá là lớn và đủ. Nói chung là với chiếc xe này các bạn hoàn toàn có thể chở thêm một người nữa và tổng trọng lượng nó khoảng độ 100 cân mình nghĩ là hợp lý với chiếc xe này. Đó các bạn thấy à, một cái lò xo đơn đằng sau này. Và ở cái phần bánh của chiếc xe này, phần bánh sau cũng là một cái dạng bánh không xăm và nó có một phần chắn bùn ở đây. Các bạn đi mưa cũng đỡ hơn rất nhiều, các bạn thấy không? Cái chắn bùn bằng nhựa ở đây thì trong quá trình các bạn đi mưa thì nó cũng giảm thiểu tối đa khả năng văng bùn lên trên. Một cái bánh rất là nhỏ nên các bạn cũng yên tâm nhé, gần như là không bắn bùn đâu. Phía bên này chúng ta có thể nhìn thấy ở đây chúng ta có một vị trí bô được thiết kế nhỏ gọn này, một cái phần quạt gió ở đây. Và bây giờ thì mình sẽ mở cốp của chiếc xe này lên để cho các bạn thấy là liệu ở dưới cốp này chúng ta có những gì nhá. Phần yên rất là êm như mình đã chia sẻ rồi, ngồi hai người rất là tốt. Bây giờ thì mình sẽ vặn nhẹ chìa khóa thôi, vặn sang bên tay trái của mình một tí. Đó thấy không, cốp đã mở lên rồi. Ok, phía dưới này thì như bạn thấy là mình đang để ở đây là một cái túi đeo rất là vừa vặn. Thì cái cốp này như mình đánh giá rằng là nó sẽ hơi nhỏ một chút, nó chỉ vừa một cái mũ nửa đầu hoặc là thêm một cái mũ 3/4 thì có lẽ cũng vừa và thêm được một cái túi nhỏ thôi. Chứ còn lại thì các bạn không thể để được hai mũ đâu. Thì dưới này chúng ta sẽ có vị trí của bình xăng ở bên cạnh nữa. Đây, bình xăng đây. Các bạn thấy là đó, mở bình xăng ra. Bình xăng của chiếc xe này thì có dung tích là khoảng 3 lít và qua những gì mình trải nghiệm thì đi trong thành phố thì các bạn sẽ đưa đi được khoảng là tầm 150 cây. Vì là cái mức độ tiêu hao nhiên liệu chiếc xe này rơi vào tầm là khoảng 1,8 đến 2 lít theo như mình đánh giá thì nó cũng khá là tiết kiệm thôi, một chiếc xe Tayga 50 phân khối nên là chúng ta cũng hoàn toàn là có thể ấn tượng về điều này. Và đó là những chia sẻ của mình về thiết kế này cũng như là về những cái chi tiết ở bên trên chiếc xe City của mình. Và bây giờ thì không để các bạn đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu trải nghiệm chiếc xe này để xem rằng là một chiếc xe nhỏ nhắn, một chiếc xe có một cái phong cách lịch sự thì đi trong thành phố liệu nó có sướng hay không nhá. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu, mình đầu tiên mình bật chìa khóa lên. Đó, để rất là êm. Chúng ta cùng nhau bắt đầu đi nào. Rất êm. Đó, các bạn thấy là bây giờ mình sẽ di chuyển ở trong một con ngõ hẹp và cua rất là sướng. Đấy, các bạn thấy không? Rất là êm. Chiếc xe này thì mình đánh giá rằng là những cái trải nghiệm ban đầu của mình thì nó êm hơn một chút so với chiếc Scorpio cũng như Today mà mình đã giới thiệu với các bạn ở trong video hôm trước. Vì đơn giản là mình thấy rằng là cái xác của chiếc xe này nó to hơn một chút, đánh lái cũng sướng hơn, bánh có vẻ là bám đường hơn nhiều. Đó, rất là êm. Đấy, bất ngờ không? Còi đàng hoàng. Bây giờ thì chúng ta ra đường to nhá, để cùng test xem là cái khả năng treo của xe này như nào. Ồ, rất ổn định luôn. Nãy giờ mình đi rồi có thể thấy là chiếc xe cân bằng rất tốt, không gặp tình trạng bị rung, bị lắc gì cả. Wow, và chúng ta ra đường to. Các bạn thấy là mình cái vị trí để chân của mình trên chiếc xe này rất là thoải mái luôn. Nó thoải mái hơn nhiều so với Scorpio với cả Today. Vì là cái phần để chân rất là rộng, thoải mái. Mình là một người rất là cao nhưng mà mình để chân trên xe này phải nói rằng là thoải mái, không còn điều gì nói cả. Ga, những nước ga ban đầu mình đang rất hài lòng. Bây giờ thì mình sẽ vào một con đường nó thoáng hơn một chút để cùng test những khả năng tăng tốc cũng như là khi mà vào cái ổ gà thì nó sẽ như nào. Bây giờ thì mình sẽ rẽ vào đây. Các bạn thấy là cái chiếc xe này ga nhẹ nên là chúng ta sang đường cũng rất là dễ, không gặp phải tình trạng là bị hỗn ga đâu. Các bạn ga rất là đều tay thì là xe di chuyển đơn giản. Xi nhan nào. Đó, bây giờ thì mình sẽ vào một cái con đường nó thoáng hơn, đường này. Đây là một cái con đường có rất là nhiều những cái phần mấp mô để mình thử xem rằng là khi mà đi vào những con đường mấp mô như này thì nó có êm hay không. Các bạn thấy là đó, rất êm. Ga rất là sướng, cái máy ở chiếc xe này kêu cũng êm hơn nhiều. Các bạn nghe thấy không? Rất êm. Các bạn thấy là tay của mình có thể giảm một tay ra đi, không hề bị rung lắc gì cả. Rất là thoải mái. Đó, đây là những cái phần, những cái đoạn nào tắt đường thì đi chiếc xe này cực sướng luôn. Vì là ga nó nhẹ. Cái phần mình hay bóp phanh sau hơn, phanh sau nó nhẹ nên là sẽ không gây cái tình trạng là bị rúi về đằng trước. Còn phanh trước thì nếu các bạn bóp gấp quá đương nhiên rồi, xe Tayga mà, nó sẽ khá là ăn đấy. Nên là mình khuyên các bạn là bất kỳ chiếc xe Tayga nào các bạn đi, các bạn nhớ cho mình là phải bóp đều hai phanh, đừng bao giờ bóp mỗi phanh trước không. Chiếc xe này phanh trước là phanh đĩa các bạn nhá, nên là rất là ăn. Đó, bây giờ mình sẽ lên một cái con đường thoáng hơn. Và như các bạn thấy thì bây giờ mình đang ngồi rất là thoải mái. Mình đi chiếc xe này phải nói là nó êm hơn. Cái phần yên của chiếc xe này các bạn thấy không? Nó to và rất êm, nó êm hơn hẳn so với Scorpio cũng như là Today mà mình đi hôm nọ. Về cái ghi đông, góc lái nó cũng rộng hơn. Phần gương nhìn cũng rất là đơn giản. Chúng ta hoàn toàn có thể xoay các chiều được, các bạn thấy không? Mình có thể xoay những cái chiều này được. Đó, rất là thoải mái. Ga chiếc xe này êm, cực êm luôn, phải nói là như vậy. Đó, các bạn thấy là mình có thể vọt đi bất cứ lúc nào. Cái hệ thống giảm xóc trước hoạt động rất là tốt. Bây giờ mình sẽ vọt thử nhá.
Tại sao mình nói cái chiếc xe này nó phù hợp với các chị em? Vì các bạn thấy là ở cái phần trước này chúng ta có những cái hộp để đồ rất là tiện lợi. Đó, chúng ta có thể để những cái đồ dùng cá nhân vào đây. Rồi khi nào chúng ta xuống xe thì các bạn nhớ mang theo thì rất là tiện. Đi đường đông, đường ấy thì chúng ta để được đồ vào đây. Đi chợ thì cũng có cái móc treo đồ như thế này, rất tiện. Cái phần để chân rộng nên là đây là một cái lợi thế của chiếc cái xe City này. Mình nghĩ là đúng là cái tên của nó là City là hợp rồi đấy. Chiếc xe đi thành phố nó quá tuyệt vời luôn. Các bạn có thể thấy là mình sẽ test cho các bạn luôn về cái phanh trước của chiếc xe này là phanh đĩa, nên là khi mình đi vào những cái ổ như này này, đó, bạn thấy rất êm, giảm tốc trước rất êm, phanh cũng rất là ăn. Đó, nó không bị dúi về đằng trước nhiều đâu. Đó, các bạn thấy không? Phanh sau thì khỏi phải nói rồi, phanh sau là dạng phanh cơ nên rất là êm. Đó. Ga cũng rất là sướng. Có một cái điều nữa là cái vị trí ngồi sau này, như các bạn thấy là mình vẫn còn rất là nhiều yên cho người ngồi sau. Đó, mình ngồi này rất là thoải mái rồi, người ngồi sau có thể ngồi được. Và mình nghĩ rằng là đây thực sự là một cái chiếc xe rất là thân thiện. Và nó sẽ phù hợp với những ai cần cho mình là một cái chiếc xe nhỏ gọn này, nhẹ nhàng, lịch sự mà đi thành phố lại êm. Thì mình nghĩ rằng City 2018 chính là một cái sự lựa chọn rất phù hợp. Vâng, và đó là những chia sẻ cũng như những đánh giá của mình về chiếc xe City 2018 này. Theo ý kiến đánh giá của cá nhân mình thì đây là một chiếc xe có một cái màu sắc rất là lịch sự, rất nhã nhặn, và nó sẽ phù hợp rất là nhiều lứa tuổi. Cùng với đó thì khối động cơ đang có ở trên chiếc xe City này, như mình đã nói rồi, nó rất là êm ái và có thể giúp các bạn đồng hành trên mọi chặng đường, đặc biệt là rất phù hợp ở trong khu vực nội thành Hà Nội. Vậy còn các bạn nghĩ sao về chiếc xe City 2018 này thì đừng quên chia sẻ phần dưới của video ngày hôm nay. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.